Làm thế nào để có một cuộc sống tốt đẹp? Mua màn hình của LG. LG like good. Thôi, đùa một chút cho vui thôi. Chúng ta sẽ trở lại vấn đề chính trong video ngày hôm nay. Đối với màn hình 27 inch, chúng ta sẽ có một số các lựa chọn như này. 27 inch độ phân giải Full HD, tần số quét rất cao lên tận 144Hz. Thì với cái độ phân giải chỉ Full HD thôi, thế nhưng tần số quét cao thì cái mẫu màn hình đấy nó sẽ phù hợp với nhu cầu chơi game. Thế nhưng không phải ai cũng có nhu cầu chơi game. Có những người có nhu cầu giống như mình đây, thiết kế đồ họa này, xem phim, giải trí, thì chúng ta sẽ cần một màn hình nó có cái chất lượng hiển thị tốt hơn. Thì cái mẫu màn hình mình đang có ở đây có độ phân giải 2K và chất lượng hiển thị vô cùng tốt. Hãy cùng mình tìm hiểu xem mẫu màn hình này có điểm gì đặc biệt. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đề cập tới phần thiết kế trước đi. Ở phần chân đế đây, chân đế được đúc nhá, đây chân đế đúc hoàn toàn và được uốn cong. Thì đây là cái thiết kế vô cùng quen thuộc trên các mẫu màn hình của LG. Và cái chất lượng của chân đế này vô cùng tốt. Bây giờ thì mình sẽ di thử cái chân đế cho anh em nhìn xem. Chân đế này được bám rất tốt ở trên bàn. Khi mình di mạnh thì chỉ có một màn hình đong đưa thôi, có cái chân đế nó không hề đong đưa. Thế nên nếu như bạn nào có là anh hùng bàn phím, các bạn chơi game, các bạn gõ bàn phím mạnh thì không sợ màn hình bị đung đưa hoặc là thậm chí màn hình có thể rụng ra, chắc chắn điều đấy không thể. Và cái mẫu chân đế này nó không phải chân đế kiểu đa dụng giống như một số các mẫu màn hình kiểu là một số mã đặc biệt của LG đâu. Cái mã màn hình này đây nó chỉ được như này thôi, nó chỉ ngửa ra ngửa vào và nó không thể nâng lên hạ xuống được. Thì cái này nó vừa điểm lợi và vừa là điểm hại. Thật ra không phải điểm hại, nó là một cái nhược điểm trên mẫu màn hình này. Thứ nhất mình sẽ nói về cái vấn đề ưu điểm đi. Thông thường những màn hình có chân đế để thẳng như này nó sẽ có vấn đề nhược điểm ấy, đó chính là màn hình để quá thấp và chúng ta bắt buộc phải để lên một cái tấm gì đó để màn hình nó cao lên. Thì đối với mẫu màn hình 27 inch này, LG đã làm chân đế nó cao hơn, thì qua đấy mặc dù chân đế không thể di chuyển được, thế nhưng nó được cao lên này và cái nhược điểm cũng nằm như vậy, đó chính là chúng ta không thể điều chỉnh chân đế theo tùy theo ý thích. Thường thì chân đế cao này chúng ta sẽ không phải kê thêm, nhưng nếu những bạn nào mà quen cái kiểu là màn hình phải để thật thấp xuống ấy, thì cái mẫu màn hình này nó sẽ phải thiết kế lại một chút. Các bạn có thể là để màn hình cúi cúi hướng này thì nhìn nó phù hợp hơn. Cái này có lẽ nó phụ thuộc nhiều nhu cầu. Và điểm tiếp theo nữa vẫn trong phần thiết kế, đó chính là cái phần màn hình. Thì ba cạnh viền của nó vô cùng mỏng, và ở đây là phần cạnh nó hơi dài một chút chứa logo của LG. Và bên dưới này ngay chính giữa sẽ là một núm điều khiển. Cái núm này sờ rất thích, bởi vì ai thích sờ núm mà. Thì với cái núm này các bạn có thể điều chỉnh được tất cả các chế độ. Thì LG cũng đã để cho chúng ta một số các chế độ về điều chỉnh màu này, nhiệt độ này, hay thậm chí là có thể điều chỉnh được cả đây liên quan tới phần độ tương phản nữa, làm sao cho nó phù hợp với mắt nhất. Thì chỉ duy nhất một núm thôi, bật tắt màn hình điều chỉnh nhiệt độ thông qua núm này hết. Thì ok, thì bây giờ chúng ta sẽ nói về phần chất lượng hiển thị của mẫu màn hình này. Màn hình có kích thước 27 inch, tấm nền IPS, chất lượng hiển thị vô cùng tốt khi mình nó đạt 99% giải màu sRGB, 86% giải màu Adobe RGB và 72% giải màu DCI-P3. Và khi mình đo đạc lại cái mẫu màn hình này thì cái tỷ lệ sai lệch màu của nó chỉ loanh quanh ở mức delta 2 thôi. Để đạt được cái mức này thì LG đã cân lại màu của mẫu màn hình này. Để mình nói kỹ hơn một chút về vấn đề cân màu màn hình này nhá. Thì màn hình A và màn hình B mặc dù cùng sản xuất cho một mã, cùng lắp lên một cái mẫu màn hình này, thế nhưng không phải mẫu màn hình nào nó cũng giống như mẫu màn hình nào, nó có độ sai lệch màu sắc khác biệt nhau. Thì thông thường các nhà sản xuất sẽ chỉ cân theo cái tỷ lệ có sẵn thôi. Tuy nhiên đối với LG họ vẫn làm vậy. Thế nhưng sau khi họ lắp lên rồi, họ sẽ mang đi màn hình này đi cân màu lại một lần nữa để sao cho kết quả được chính xác nhất. Thì đối với nhu cầu của một số người họ có thể mua về họ dùng luôn, đối như mình chẳng hạn thì mua về mình trải nghiệm mình dùng luôn. Còn đối với những bạn có nhu cầu hardcore một tí thì mình nghĩ các bạn vẫn sẽ đi cân màu lại sao cho nó phù hợp nhất. Thì dù sao được cân trước nó cũng tuyệt vời hơn là không cân cái gì cả. Và bây giờ thì mình sẽ đề cập qua một số công nghệ có trên cái mẫu màn hình này. Đầu tiên là công nghệ HDR10. Thì với công nghệ HDR10, với các tựa game và các bộ phim hỗ trợ thì các bạn sẽ hiển thị được màu sắc nó tuyệt vời hơn khi so với màn hình hoặc là những cái bộ phim nó không hỗ trợ. Tiếp theo nữa đó chính là chế độ đọc sách. Đối với những bạn nào mà đọc sách trong chế độ tối hoặc là khi các bạn sử dụng trong môi trường ban đêm và check mail khách hàng thường xuyên, thì với chế độ đọc sách thì màn hình nó sẽ ám vàng nhiều hơn, thì qua đấy nó lọc được ánh sáng xanh và mắt bạn sẽ đỡ mỏi hơn. Và công nghệ khác như AMD FreeSync, thì đối với AMD FreeSync nó sẽ đồng bộ được tần số quét của màn hình với FPS trong game. Thì với cái tính năng đấy các bạn sẽ hoàn toàn không phải lo cái vấn đề xé hình. Và một tính năng nữa đó chính là chống chớp hình, giảm mỏi mệt khi về thị giác. Chức năng chống chớp hình sẽ giảm độ nháy trên màn hình xuống gần bằng không, giúp bảo vệ mắt và người dùng có thể thoải mái làm việc trong cả một ngày dài. Và tính năng Dynamic Action Scene, phản ứng nhanh hơn với đối thủ của bạn, giảm thiểu độ trễ thao tác đầu với công nghệ Dynamic Action Scene của LG, và người chơi có thể nắm bắt được mọi khoảnh khắc theo thời gian thực. Và ngoài ra nữa thì cái mẫu màn hình này sẽ được hưởng chính sách bảo hành tận nơi của LG, và đường link của sản phẩm mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Nếu như bạn quan tâm thì có thể click vào, đừng quên bấm like, share như subscribe kênh YouTube của Alpha Converter để không bỏ lỡ bất kỳ một video clip nào chúng mình tung vào trong tương lai. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những video sau.